Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng về vụ kiện tụng liên quan đến việc Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện đòi bồi thường vụ tai nạn tại Mỹ. Nam ca sĩ vừa có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Ồn ào vụ kiện của Đàm Vĩnh Hưng đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trong bài viết. Khi nói về chuyện khởi kiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân đang hành xử văn minh, hiểu biết chứ không chọn cách đôi co. Kể tội nhau trên mạng xã hội khiến câu chuyện thêm rắc rối. Chính vì điều đó nên Đàm Vĩnh Hưng cho rằng đã chọn cách mà tôi cho là phù hợp với một đất nước có luật lệ riêng của họ. Đàm Vĩnh Hưng cho biết chịu nhiều mất mát sau vụ tai nạn. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn không thể gọi thành tên trong cuộc sống từ khi gặp nạn. Làm sao các bạn, các em hiểu được? Tôi đã tự dằn vặt mình suốt 9 tháng qua chỉ vì một điều duy nhất là tôi đã đánh mất đi sự nguyên vẹn hình hài. Giọng ca 7X bày tỏ. Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ cộng đồng mạng ở cuối bài viết, đây không phải chuyện của mình, làm ơn ngồi yên. Tránh bị việt vị. Dân gian hay gọi là hố hàng đấy, khi xảy ra vụ tai nạn, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã giấu người thân suốt 9 tháng. Nhớ lại. Nam ca sĩ bày tỏ, tôi chết điếng và cảm thấy đau còn hơn lúc tai nạn ập đến. Vì tôi đã nói gạt con mình, má mình lâu như thế mà vẫn chưa biết đến khi nào mới có thể nói thật cùng họ được. Đó là điều tôi không bao giờ muốn làm như vậy với gia đình mình, nhất là con mình. Giọng ca xin lỗi tình yêu nói anh hiểu rõ luật pháp mỗi nước mỗi khác nên đã chọn cách mà mình có thể dựa dẫm. Hy vọng được an ủi phần nào nhất. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ, không lẽ quyền duy nhất còn lại là tôi muốn đi tìm sự cảm thông và bù đắp cho bản thân mình cũng không được hay sao? Thế nhưng sự dựa dẫm ấy cũng bị đe dọa, xô ngã và tước đi bởi những lời lẽ thóa mạ và chà đạp, trêu chọc vô tâm của chính những người đồng hương của mình. Trong khi các bạn không hề biết được những quẩn khúc bên trong ra sao. Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau đơn kiện tỷ phú dơ rác, suốt phần đời còn lại tôi phải cam chịu sự mất mát trong bài viết. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ sự không hài lòng khi phải nhận những lời chỉ trích, phản ứng gắt từ cộng đồng mạng, đặc biệt là người trẻ khi câu chuyện của mình được chia sẻ trên mạng xã hội. Anh khẳng định bài viết này không mưu cầu mọi người bên vực mình, đồng thời cho hay, nếu tôi sai, tòa sẽ xử sai. Và nếu thua cuộc, tôi sẽ là người đón nhận,